Đây là bản tin tháng của nhà 08. Xin kính mời bà con cùng theo dõi và lắng nghe. Tuần 1, nhà 08 khá tinh tấn, tâm thế cho việc học. Trong vườn hoa của hành trình kiến tạo văn hóa đọc K9, vườn quả chín rộ đỏ rực giữa khu vườn, trông khá bắt mắt. Nhưng sang tuần 2, có sự chủ quan nên chệch choạc và cũng do đầu tàu mất lái nên cả đoàn lao ùnh xuống ruộng. Sang tuần 3, một buổi hiểu thương cấp tốc được tổ chức nhằm cai gen lại đội hình và chỉnh đốn lại tư thế tác phong, thưởng phạt phân minh, rõ ràng đến từng cm. Ai cũng xung phong nhận lỗi về mình. Từng học viên giật mình tỉnh giấc ngủ trưa, chỉnh chu hơn với bài vở của mình. Tinh thần đồng đội được đặt lên hàng đầu. Kết quả, bài tập tuần 3 được trình làng và nhận về khá nhiều lời động viên khích lệ từ học viên làng K9. Một bài tập của học viên Trường Sơn được vinh danh. Tuần 4, tinh thần đội nhóm dâng lên hừng hực. Các hoạt động gọi nhau vào học, nhắc nhau nộp bài, điền form cứ tinh tinh khiến bà con muốn lười cũng không yên. Và thế là vào hồi 15 giờ 50 phút 46 giây ngày 29 tháng 3 năm 2024, bài tập tuần 4 đã được gửi sớm hơn so với kế hoạch. Chất lượng video ra sao và kết quả bài tập của học viên trong nhà tuần 4 như thế nào? Điều đó còn phụ thuộc vào ban tổ chức. Chúng ta cùng chờ đợi trong ít phút nữa. Nhà 08 đã trở lại và có lợi hại hơn sự hay không? Điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc do bạn mà thôi. Bản tin được thực hiện bởi các phóng viên Vui Nhộn. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của bà con. Hẹn gặp lại bà con ở những bản tin tiếp theo.